Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunro TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 9 tháng 10 ổn định trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu xuất khẩu tại Indonesia với giá tiêu đen ghi nhận ở mức là 4.168 USD trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu niêm yết ở mức giao dịch là 6.276 USD trên tấn. Còn ở Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu hiện đang có mức giá là 3.150 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu ổn định trong nhiều tháng qua, hiện đang giao dịch với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu ghi nhận tại cảng thành phố Hồ Chí Minh loại 500g trên lít và 550g trên lít hiện đang giao dịch với mức giá là 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam là 5.100 USD trên tấn. Giá tiêu đen tại thị trường Ấn Độ kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua hiện đang có mức giá là 612 rupee 1 kg và 632 rupee 1 kg. Nhìn chung trong tuần qua, giá tiêu trên thị trường thế giới ghi nhận giảm nhẹ tại Indonesia nhưng tăng nhẹ tại Ấn Độ. Về thị trường hồ tiêu trong nước, lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023 là một trong những nguyên nhân chính làm cho giá hồ tiêu tăng mạnh. Tuy nhiên, từ cuối quý 2 sang quý 3 năm 2023, nhu cầu yếu từ các quốc gia nhập khẩu, nhất là Trung Quốc, đã khiến cho thị trường không thể khởi sắc. Các chuyên gia nhận định rằng những diễn biến của vụ mùa năm 2023 có khả năng cao lặp lại, nhưng sẽ được đẩy sớm hơn, có nghĩa giá sẽ bắt đầu tăng ở cuối quý 4, chứ không thể chờ khi đến bắt đầu vụ mới như năm ngoái, khi thị trường trong nước thu hoạch sẽ tăng mạnh. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 69.000 đồng tới 72.000 đồng 1 kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu đang được thu mua quanh mức 71.000 đồng tới 71.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu thu mua quanh mức 69.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận quanh mức 69.100 đồng 1 kg. Mức giá 72.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu là 71.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 71.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, hiện nay hai yếu tố ảnh hưởng tới giá hồ tiêu chính là tỷ giá đồng USD và hiện tượng El Niño năm nay có ảnh hưởng nhiều đến năng suất vào vụ sau như thế nào. Năm ngoái, Trung Quốc mua bù kho dự trữ sau nhiều năm cầm chừng do dịch bệnh COVID-19. Năm nay, yếu tố này không còn, bù lại sẽ là nguồn cung giảm tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu tăng cao, điều này cũng giúp giá hồ tiêu phục hồi tăng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phunro TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.